À, chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Google AdSense và bật kiếm tiền ở YouTube. Thì nội dung trình bày như sau, thứ nhất là kiểm tra điều kiện kênh trước khi bật kiếm tiền. Thứ hai là tạo tài khoản Google AdSense và gửi đăng ký bật kiếm tiền. Thì không giống với những cái video hướng dẫn về bật kiếm tiền, họ dùng một cái kênh chưa đủ điều kiện để hướng dẫn cho các bạn, còn ở trong video này thì mình sẽ sử dụng cái kênh là IDM Go đã đủ cái điều kiện đó là 1.000 lượt người đăng ký và 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất để mình minh họa cho các bạn. Do vậy là nếu mà bạn xem video thì bạn hãy đăng ký kênh, like cũng như là share video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trước tiên để kiểm tra cái kênh có đủ cái điều kiện để bật kiếm tiền hay không thì các bạn sẽ vào trong YouTube Studio à, vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 thì YouTube chính thức áp dụng chính sách mới cũng như là YouTube Studio mới các bạn sẽ vào trong cái mục là bật kiếm tiền cái mục này thì các bạn sẽ thấy nó thống kê thứ nhất là 1.000 lượt người đăng ký thì các bạn thấy là hiện nay kênh của mình là một hơn 1600 Do vậy là nó chết màu xanh Cái thứ hai là à, trong vòng là 12 tháng gần nhất Thì phải có 4.000 giờ xem Thì hiện nay kênh của mình là à, hơn 5 tư Do vậy là hai điều kiện này là đã ok rồi Thì để cho các bạn dễ hình dung Thì mình sẽ có vẽ một cái sơ đồ như sau Ví dụ như là mình lập kênh vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho tới ngày 15 tháng 12 năm 2019 là mình bật kiếm tiền. Như vậy thì tổng số lượt người đăng ký nó sẽ tính từ lúc đầu cho đến hiện tại là 1.000 lượt người đăng ký. Còn đối với 4.000 giờ xem thì nó sẽ tính trong vòng 365 ngày gần nhất tương đương với 12 tháng như vậy nó sẽ tính từ ngày 15 tháng 12 2018 cho tới 15 tháng 12 năm 2019. nói như vậy thì nó sẽ không phụ thuộc là kênh của các bạn tạo ra lúc nào hoặc là các bạn có upload video hay không. nó chỉ tính trong vòng 12 tháng gần nhất nếu các bạn đủ điều kiện thì các bạn sẽ được bật kiếm tiền. tiếp theo nữa là các bạn phải kiểm tra kênh của các bạn là không có vi phạm bản quyền bằng cách là các bạn sẽ vào trong cái mục là à, setting ở trong cái mục là kênh các bạn sẽ chọn là uh, advanced setting sau đó các bạn sẽ chọn là trạng thái và tính năng ở đây nó sẽ chia ra hai cái uh, vi phạm thứ nhất là vi phạm về bản quyền thứ hai là về nguyên tắc cộng đồng ví dụ như bản quyền các bạn copy một cái đoạn video hoặc là các bạn copy một cái đoạn nhạc các bạn uh, cho vào trong video của mình thì khi mà youtube phát hiện ra thì nó sẽ nhảy một bậc và nếu mà các bạn có ba cái lượt vi phạm thì các thì kênh của các bạn sẽ chết và mỗi một cái cái bậc này nè thì nó có thời hạn là trong vòng 3 tháng. Tương tự như vậy, bên nguyên tắc cộng đồng, mỗi lần các bạn vi phạm thì nó cũng nhảy một bậc và thời hạn hết hiệu lực là nó trong vòng 3 tháng. Ví dụ như là nguyên tắc cộng đồng các bạn đăng những video không tốt, ảnh hưởng đến cộng đồng hoặc là những cái hình ảnh phản cảm, những cái video bạo lực, tai nạn giao thông hoặc là nói xấu À, người này người kia nếu mà à, youtube nó phát hiện ra thì à, à, các bạn sẽ bị à, một gậy nguyên tắc cộng đồng như vậy các bạn lưu ý đây là các bạn phải à, không có vi phạm hai cái này nếu mà có vi phạm thì các bạn hãy chờ 3 tháng hoặc là 6 tháng cho nó hết hạn thì các bạn mới bắt kiếm tiền như vậy thì sau khi mà chúng ta đã kiểm tra đủ điều kiện à 1.000 lượt người đăng ký, 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất và kênh không có vi phạm gì thì lúc này các bạn sẽ bật kiếm tiền bằng cách ở trong cái mục bật kiếm tiền nè các bạn chọn là Enable Các bạn chọn là Apply Now Thì nó có 3 bước các bạn sẽ chọn lần lượt từng bước ha. đầu tiên là à, bước 1, star thì các bạn có thể là đọc những cái thông tin ở đây các bạn đánh dấu ô vuông vào đây tôi chấp nhận những cái à, điều khoản của youtube các bạn chọn là à, accept Như vậy là bước 1 là đã xong. Bây giờ bước 2 là chúng ta sẽ tạo tài khoản à, Google Ascent hoặc là kết nối đến một cái tài khoản Google Ascent à, đang tồn tại. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái tài khoản mới. Như vậy nếu mà các bạn có một tài khoản Google Ascent đang tồn tại thì các bạn sẽ chọn ở đây. À, vâng, tôi có một tài khoản đang tồn tại hay là các bạn chọn không tôi không có tài khoản nào thì ở đây mình chọn là tôi không có tài khoản nào mình chọn tiếp tục như vậy thì mình sẽ lấy chính cái địa chỉ email này để mình tạo tài khoản google send thì các bạn sẽ thấy là nó có là thứ nhất là nếu mà bạn sử dụng một tài khoản khác thì bạn chọn ở đây còn ở đây là mình sẽ sử dụng chính cái email này luôn thì các bạn có thể copy cái đường link này để các bạn kiểm tra các bạn nhấn ctrl a để chọn hết và sau đó các bạn nhấn ctrl c để copy và các bạn dán vào trong một cái tab mới để các bạn kiểm tra như vậy đây chính là cái link của cái kênh edm go của mình rồi sau đó các bạn hãy chọn chết vào vào đây tức là à, muốn nhận nhiều thông tin hơn từ ASEAN các bạn chọn chết sau đó các bạn chọn đất nước thì mình sẽ chọn là Việt Nam các bạn sẽ chọn vào ô vuông này là tôi chấp nhận những cái điều khoản trên đây và sau đó các bạn chọn là tạo tài khoản thì ở đây các bạn sẽ thấy tài khoản ở đây là tài khoản cá nhân tên và địa chỉ tên thì các bạn sẽ gõ tên tiếng việt có dấu Như vậy dòng địa chỉ 1 thì à, ở đây các bạn lưu ý là nếu mà các bạn sau này các bạn sử dụng chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép lái xe để các bạn xác minh à, mã pin cũng như là danh tính thì à, các bạn sẽ nhập cái thông tin giống như trên cái giấy tờ mà các bạn à, sau này xác minh. Như vậy là à, sau này mình sẽ sử dụng giấy phép lái xe do vậy dòng địa chỉ 1 mình sẽ ghi như trên giấy phép lái xe đã ghi kể cả à, viết tắt chữ việt các bạn lưu ý là các bạn gõ y như trên giấy phép lái xe dòng địa chỉ 2, các bạn cũng gõ giống như dòng địa chỉ một thành phố thành phố thì ở đây các bạn sẽ chọn tỉnh trước ha ví dụ như mình chọn là ninh thuận province thành phố. Như vậy là mình sẽ nhập là thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Mã bưu điện. Thì theo cái quyết định 2475 quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông ngày 29 tháng 12 năm 2017 đã quy định là mã bưu chính quốc gia. Quyết định này có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2018. Thì trong đó cái mã bưu chính nó sẽ chia ra là 10 vùng được đánh số thứ tự là từ 0 cho tới 9. Như vậy thì các bạn nếu mà các bạn ở vùng nào thì các bạn sẽ nhập cái mã vùng đó. Ví dụ như là mình là ở vùng 6 được đánh số là số 5. Thì cái quyết định này các bạn có thể download ở trong cái phần mô tả của video, mình có để cái link. Như vậy thì nó có cái bưu chính trung tâm của tỉnh hoặc là ở thành phố hoặc là huyện. Thì tùy theo các bạn, các bạn ở gần chỗ nào thì các bạn gõ cái mã bưu chính ở đó. Ví dụ như của mình là 59 ba số 0. Như vậy đây mã bưu điện là 59000. Số điện thoại tùy chọn. Thì ở đây các bạn nên gõ số điện thoại vào để cho uh, nhân viên uh, bưu chính nếu mà họ muốn uh, liên hệ thì uh, sẽ dễ hơn cho các bạn. Như vậy thì các bạn hãy kiểm tra một lần nữa tên và địa chỉ tên các bạn nhớ là gõ tiếng Việt có dấu, chữ hoa. Dòng địa chỉ 1, dòng địa chỉ 2 các bạn gõ giống như giấy tờ mà các bạn à, cần xác minh. Và sau đó các bạn nhấn nút gửi. Thì nó thông báo là chúng tôi đang chuyển hướng bạn đến máy chủ lưu trữ nơi bạn có thể tiếp tục thiết lập và bắt đầu sử dụng Ascend. Nếu bạn không được chuyển hướng trong vòng vài giây nữa hãy nhấp vào chuyển hướng. Đó thì như vậy thì à, YouTube nó đang xem xét là các bạn sẽ thấy là cái phần bước 2 nè, nó đang xử lý nè. Và cái bước 3 thì nó báo là chưa có bắt đầu, nó nói là YouTube sẽ xem xét cái kênh của bạn à, phù hợp với lại cái chính sách mà kiếm tiền của YouTube chúng tôi sẽ email cái quyết định à, cho bạn, cho thường là trong vòng một tháng. cái bước này nó sẽ bắt đầu tự động sau khi mà bạn hoàn thành hai cái bước ở trên. À, như vậy thì mình vừa chia sẻ với các bạn cách bật kiếm tiền à, và à, tạo cái tài khoản Google Adsense mới nhất tính đến cái thời điểm hiện nay. À, nếu mà bạn thấy video hữu ích thì hãy nhấn nút like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh bạn có cái vướng mắt gì thì các bạn hãy để lại cái thông tin ở bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi